À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở cái chiếc súng bắn keo này. Như các bạn nhìn thấy trên hình thì đây là một chiếc súng bắn keo mới tinh. Dụng cụ chúng ta cần có một cái tua vít để mở. Chúng ta cùng quan sát cái súng bắn keo này. Chúng ta mở những cái vít này ra. Vít này tương đối chắc. Chúng tiếp tục mở cái thứ hai. Các bạn chỉ cần nới lỏng nó ra là được thôi. Cái thứ ba. Tổng cộng ở đây chúng ta có đến 6 cái con vít ở đây thì phải mở nó ra. Cái việc mà cả 6 con vít này nó các bạn đừng để sót một con vít nào trong cái việc lắp nó lại. Ở việc mở ra đương nhiên phải mở ra hết thì chúng ta mới có thể mở tung được cái súng này, đúng không ạ? Con vít tiếp tục, con vít thứ 5 này. Nếu ở nhà các bạn có cái tua vít mà nó dài một chút thì khả năng việc mở sẽ dễ hơn. Ở đây hiện tại tôi lại không có cái tua vít chuyên dụng mà đây được một cái tua vít nó gắn kèm theo. Rồi, chiếc vít cuối cùng. Các bạn chú ý là không nên khi mà nó trượt ra rồi thì không nên cố vặn vì như thế nó sẽ vỡ cái, nó vỡ cái gen ở phía trên rất khó. Rồi chúng ta chỉ cần tìm đây, móc vào đây sau đó thì mở mạnh nó ra. Chúng ta nếu quan sát những cái gì vừa rơi ra, nghĩa là cái gì vừa nó nằm ở đâu thì vừa nhớ để cho nó làm lại khi nó xếp vào nó vẫn còn giữ nguyên. Như chúng ta thấy thì cấu tạo của cái súng bắn keo tương đối đơn giản. Đây, có súng, dây điện, cái đỡ của keo nến, có súng. Cấu tạo như chúng ta nhìn thấy nó tương đối đơn giản, đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã nghe xong.